vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Vậy là mức rank huyền thoại, đó là mức rank bạch kim. Thì cũng chào đón anh em chúng ta. Thì cũng có một bạn là xuống mức rank vàng, và cũng có hầu như chủ yếu là xuống mức rank bạch kim. Thì một ngày mình chúc anh em là luôn vui vẻ và leo rank thành công. Thì ở mức rank bạch kim thì ở đầu mùa 10 thì hầu như là anh em đều đó là gặp phải những trận đấu cũng khá khó khăn. Bởi vì đó là những mức rank từ cao thủ hay là kim cương đổ xuống thì đều xuống mức rank bạch kim cả nha anh em. Và clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Ngô Khấu đi rừng. Đối đầu với mình bên kia là vị tướng Ná đi rừng anh em ạ. Thì Ngô Khấu ở mùa này thì không bị giảm sức mạnh nha anh em. Còn Ná với Cúi Lén thì những vị thân rừng ở mùa 9 thì bị giảm sức mạnh, nên là Ngô Khống vẫn rất chí là được anh em tin dùng anh em ạ. Ở clip này mình cũng nói về bộ trang bị cũng như là bảng ngọc cho vị tướng Ngô Khống này cực kỳ là mạnh nha anh em, thì anh em theo dõi. Khi farm xong lên level 4 thì chắc chắn là mình sẽ đi gánh cái đường rồng. Thứ nhất có thể lấy được mạng đối phương, thứ hai nếu mà ăn được con rồng thì sẽ lấy lợi thế cho tèo nha anh em. Rồi pha này thì đi gánh thì anh em đừng có để lộ tầm nhìn nha anh em. Rồi pha này thì chú Botoro rất chỉ là hổ báo. Và cái kết của sự hổ báo thì chắc chắn là lên bảng điểm số. Rồi bây giờ thì tem mình sẽ cố gắng ép cái trụ. Nhưng mà tem bạn thì đã rưng ná, đã lên hỗ trợ kèm theo đó là hay ra tế thì xa thủ cùng dẹp lính cũng khá ok. Nên là pha này thì chắc chắn không lấy được trụ rồi. Và không lấy được trụ thì các bạn nên chuyển hướng sang ăn con rồng. Rồi pha này thì chắc chắn sẽ ăn con rồng. Mà khi ăn con rồng thì các bạn nên nhớ đó là kéo con rồng ra nhá. Thì mình chỉ nói cho những bạn mới chơi thôi, chứ nhiều bạn thì cũng gọi là bẹt Ngô Khống, cũng là bẹt rừng rồi. Thì mình không nói nha anh em. Rồi pha này thì mình sẽ ăn con rồng lời lời thế một xíu này. Rồi ok, ăn được con rồng rồi thì bỏ chạy đây anh em ạ. 36 kế chuôn là thường sách. Ôi, ông nào ảo tưởng sức mạnh à, đỉnh cân 3 cân 4 này. Rồi phá này lại chơi luôn anh em ơi, ná chết rồi. Và tém mình thì có bùa rồng lời hài rồi. Ok, thì các bạn nên nhớ một điều, đó là con rồng ở mùa 10 này nó được tăng sức mạnh. Đó là khi các bạn ăn được con rồng thì sẽ được tăng sức mạnh tùy theo chất tướng nha anh em, chứ không phải là chỉ nhận riêng vàng và kinh nghiệm. Đấy anh em có thể thấy bấm vào mục bùa lời của rồng này, thì khi đó anh em ăn thì anh em có thể tăng thêm sát thương rất chỉ là nhiều. Thì việc ăn con rồng đầu tiên lấy lợi thế cho tém thì cực kỳ quan trọng. Bởi vì con rồng đầu tiên là con rồng quyết định anh em lên level 4 hay không ấy. Nếu mà giao tranh đúng thời điểm đó ấy, thì lên level 4 thì anh em sẽ rất mạnh, cũng như là đồng đội sẽ rất mạnh. Rồi pha này mình lại hỗ trợ ma lốc này. Ok, rất chỉ là đơn giản anh em ạ. Một phá hỗ trợ thì anh mình sẽ gánh đường rồng rồi, sau đó mình ăn bùa sánh rồi mình gánh lên đường xê giá xíu nữa là mình gánh được toàn bản đồ rồi. Bây giờ thì đồng đội sẽ không trách được mình nữa đâu. Người đi rừng là người chịu thiệt thòi nhất. Bởi vì sao chịu thiệt thòi? Nếu mà các bạn đi gánh, không đi gánh đường này cũng bị chửi, không đi gánh đường kia cũng bị chửi. Nên làm sao các bạn làm sao mà cố gắng là làm lấy thế, lợi thế cho tém một xíu nhá. Gánh đường rồng, ăn được rồng thì cũng lấy lợi thế cho đường xế giá. Rồi pha này thì mình sẽ rinh rập đấy nhá. Nhưng mà tém bàn thì khá là tỉnh táo khi mà lùi về trụ rồi anh em ạ. Natalia thì đang cố gắng đẩy cái trụ đường mid, thì mình sẽ ra bắt Natalia nhá. Với sức sát thương hiện tại của mình thì một combo là Natalia lên bảng chắc chắn. Rồi dùng chiêu 1 đánh thương một phát, dùng chiêu cuối. Ok, nhẹ nhàng anh em ạ. Rồi, chết chắc rồi. Ok, có màn siêu việt dành cho mình. Nhưng mà rất tiếc, đó là đường trên thì Ngô Khống đang đầy trụ. Ná bây giờ thì một con bò thì chỉ mới mất 1.000 máu. Ngô Khống là màu chất tướng, đó là mạnh về giai đoạn khí có đô nha anh em. Khí khoảng 3 đến 4 món đô thì Ngô Khống chỉ cần một gõ nhẹ nhàng là tiền AD tem bàn lên bảng anh em ạ. Với lối trang bị này kèm theo đó là cái bảng ngọc này, thì bảng ngọc thì mình sẽ nói cho Ngô Khống như sau.
ngọc đỏ mình lên cho nó đó là 7 viên tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng và 3 viên là tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím là 5 viên hút máu và 5 viên đó là tốc đánh tốc chạy. Còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Rồi pha này, ná này, ná mình một combo nhẹ nhàng là lên bảng ngay lập tức anh em ạ. Rồi hai gia tế thì đang dùng chiêu một rỉa mình làm gì đấy, một gõ nửa cấy. Natalia tém bàn thì phải lên bảng điểm số, có cái đáp bất cứu dành cho vị tướng ngô không. Rồi pha này thì mình sẽ rinh đập đấy nha, bởi vì chắc chắn khi nó ép trù xong rồi, đẹp lên xong rồi, một là lên đường trên thì rồi pha này thì chết chắc rồi, không kịp dùng chiêu hai luôn anh em này. Thì combo của ngô không thì cũng khá là nhẹ nhàng, dùng chiêu một tăng hình lại đánh thương một phát, rồi dùng chiêu cuối làm choáng đối phương, rất chi là dễ anh em ạ. Chiêu cuối của ngô không thì làm choáng được trên diện rộng nhá, nên anh em dùng vô tư trong một pha công bắt tổng cũng ok. Thôi pha này thì không bắt được Natalia đâu, Natalia ở trong trụ rồi, mình vào mà nó dùng chiêu hái rồi, nó dùng ulti phải thì mình cũng ngùng cô tỏi ngay lập tức ấy. Rồi bây giờ thì việc là về phạm thôi, cái trận đấu này thì tém mình có lợi thế rất chi là lớn. Nhiều bạn cứ bảo vấn này tại sao mà tém bàn ga vậy, thì tất nhiên rồi, nếu mà tém bàn mà thực sự đánh rất là giỏi ấy thì chắc chắn là tém mình sẽ thua. Nên là trận đấu nào cũng vậy, thì có một tém hay có một tém dở anh em ạ. Và người đi rừng làm sao lấy lợi thế cho tém một xíu. Thì mình cũng không biết các bạn nghe mình nói có rõ hay không, thì mình cũng mong các bạn cho mình một like nhá, một đăng ký kênh, cũng như là bạn nào yêu mến cho mình một chia sẻ kênh lên Facebook hay là lên những nhóm liên quan thì giúp kênh mình phát triển hơn. Thì đó là cùng động lực giúp mình làm những clip hay hơn anh em ạ. Thì mình cũng hướng dẫn cho những anh em mới chơi hoặc là chưa thao tướng. Rồi pha này đi, mình bắt thằng ngô khống này, một màng dành cho mình này. Rồi thứ hai là chủ Botoro double kill dành cho vị tướng ngô khống tiếp. Nhưng mà Botoro thì cũng hạ được AD bên mình rồi. Thì bây giờ lượng chỉ màng của mình đã hơn 3k rồi, khi mà mới chỉ được hai món đô, hơn hai món đô một xíu anh em ạ. Anh em có thể thấy cái lượng cái bộ ngọc này thì cũng cực kỳ là mạnh cho ngô khống nha, đánh chỉ mang cực cao. Khi mà anh em phun đô rồi thì một nền anh em có thể là 5k đam nha anh em. Trận đấu này thì hy vọng sẽ được phun đô, nhưng mà sợ khó anh em ạ. Với thị trận này thì chắc có lẽ tém mình sẽ kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Chứ đấy là đánh hàng chứ không phải đánh thương để mà mình tệ đấy anh em ạ. Đấy, bắn trù nhẹ nhàng anh em nha. Thì khi anh em làm sao mà có thể dồn một combo kết thúc được tướng địch, bởi vì khi đó thì đối phương sẽ không sử dụng được chiêu thức luôn anh em ạ. Combo của ngô khống thì khá là nhẹ nhàng, dùng chiêu một lại tăng hình đánh thương một phát. Rồi anh em nếu mà đối phương bỏ chạy thì dùng chiêu hái, gọi là nếu mà kết thúc được luôn ấy, không thì nếu mà trong một pha combat nhiều người, anh em dùng chiêu một tăng hình lại đánh thương một phát, dùng chiêu cưới thì sẽ choáng đối phương. Trong diện rộng ấy thì khi đó anh em sẽ đánh thương, kèm theo đó là dùng chiêu hái đánh thương. Mỗi chiêu thức của ngô khống thì phải đánh thương nhá. Về nội tài của ngô khống thì anh em cũng không cần quá quan tâm, bởi vì đó là nội tài chỉ mang anh em ạ. Ok rồi, pha này thì mình sẽ phá một xíu, có lượng đô một xíu, mà trận đấu này thì chắc có lẽ khó phun đô rồi. Thì anh em nên nhớ, bây giờ thì con rồng thì sẽ xuất hiện, rồng bào chúa nhá, thì sẽ xuất hiện muộn hơn, kèm theo đó là con ta thân xế giá thì sẽ xuất hiện sớm hơn nhá, anh em lưu ý điều đó một xíu. Rồi pha này đấy, anh em có thể một gõ rất chỉ là nhẹ nhàng và đơn giản. Mình tin chắc rằng nếu mà các bạn chỉ cần chơi ngô khống tốt một xíu và biết cách chơi một xíu thì gánh tém rất chỉ là dễ nhá. Đặc biệt điều quan trọng là các bạn hãy phám một xíu đi, bởi vì khi có một lượng đô nhất định ngô khống gõ mới thấm được nha anh em. Bây giờ thì hái ra tế ra thì mình chỉ cần một gõ nhẹ nhàng và một đánh thương là coi như hái ra tế chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Đấy, bây giờ tên bạn thì chỉ việc ốm trù thôi, tổ rồ thì rất chỉ là hổ báo. Và cái kế thì cơ sư hổ báo thì anh em cũng biết rồi. Bây giờ mình sẽ lên ăn con tà thân xế giá nhá, nhưng mà về phải ăn con búa xanh này anh em ạ. Natalia thì rất máy, đó là không ăn búa xanh của mình, con búa xanh của mình thì chắc chắn gần ra rồi.
Nên là mình sẽ ăn con bươu xanh xong thì mình sẽ lên ăn con ta thân xế giá này nha anh em. Tém mình thì đang ép trụ và mình hy vọng mình phun được đô để chứng minh cho anh em thấy. Nếu mà clip không chứng minh được cho anh em thấy thì mình sẽ ở clip sau nha anh em. Mình sẽ lên phun đô và chứng minh cho anh em thấy lượng chỉ mang như thế nào. Bây giờ mình chỉ mới hơn 3 món đô một xíu mà chỉ mang đã 3k8 rồi. Thì mình tin chắc rằng khi mà mình đạt đủ 5-6 món đô ấy, thì khi đó lượng đám của Ngô Không cực kỳ là khủng nha anh em. Với bộ trang bị với bảng ngọc này, thì ở những clip ở mùa 9 thì mình cũng đã chỉ mang Ngô Không lên đến gần 7k anh em ạ. Thì cũng cực kỳ là khủng luôn. Rồi pha này một pha giao tranh nhẹ nhẹ, một gõ lên bảng luôn. Ngô Không bên kia thì không kịp tăng hình luôn anh em ạ. Rồi pha này thịt thì trời luôn. Rồi pha này thì Toro cũng phải chắc chắn lên bảng rồi. Thịt thì trời luôn. Ok thì chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc được ở đây anh em ạ. Mình sẽ lên đẩy đường này và thả con rồng nha anh em. Mình chưa thả rồng mà ông kia đã chả thả rồng rồi. Ok thì chắc chắn thì khi mà các bạn lấy được trụ và ép được trụ rồi thì sẽ thả rồng và lấy trụ nhá. Rồi thì pha này thì chắc có lẽ lên kết thúc luôn thôi, chứ chắc không giấy dưa nữa đâu. Mình thì tưởng đợi phun đô nhưng mà thế trận này thì chắc chắn sẽ không phun được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên và kết thúc trận đấu luôn. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Thì mong các bạn cho mình đó là một like cũng như là một comment phía bên dưới góp ý cho mình nha anh em. Hoặc là giúp mình có sự tương tác giữa bạn và mình. Ok cảm ơn các bạn rất chi là nhiều.